cả nhà. Nè, mấy anh em mình đi ra ngoài cái đồng ruộng, để bắt cá tránh dịch. Đồng ruộng này mênh mông nè các bạn thấy à, có cây gì giữa đồng đã hai ba tay rồi. Bắt cá mà không thấy, bắt cá không thấy thấy đĩa không? Mấy anh bạn, ba anh em đang ra giữa cánh đồng. Sớm rồi. Để review cho các bạn xem nha. Giữa cái đồng có cái cây gì? Nó cả 2 giờ hả? Và anh em đi giật lưới. Thì khoảng tầm 1 rưỡi 2 giờ cắm luôn. Chào mọi người nha. Đây đây. Đây là đây là ca sĩ Phương Nhật Linh nha. Anh này chịu chơi lắm, đĩa cũng ra chút chơi luôn à. Để con ba với mà con nào không nấy như như dễ trâu vậy đó. Còn anh này là lão quý đoàn này là sợ chiên da sợ đĩa nhưng mà mê bắt cá lắm. Lại ba anh em ra giữa cái đồng ra có cái bóng cây rồi ở nhiều nhiều vui cho kiểu biểu cho mấy anh em xem nghe giữa cái đồng nè, đồng bát ngát luôn. vừa bắt cá mà vừa tránh dịch luôn. Rồi hồi mình thu hoạch cá xong mình review để được thành quả như thế nào cho mọi người xem nha. Không mà nước chảy cái này để nó không vô, nó không bám mình đâu, nước ngoài nữa. Nó chảy cái này nó tấp vô mà nó đâu có bợ được. Để phải nước đục. Bớt kệ chứ mỗi lần là ra ruộng quậy là nó bu lại liền á. Nay là bớt lắm rồi đó. Người thấy ông ra giữa cánh đồng tánh dịch là chắc gạo nhất. Ngồi mình đốt lửa lên mình nướng cá luôn à. Không có đem chỉ rượu theo chứ chưa thành quả không biết được mấy con nữa. Không dân gần quá mình chặn hết rồi. Vậy là cá không còn đường nào đi á. Bởi vậy nó hết đường đi luôn. Đâu coi con đĩa là đu không? Dữ quá kiểu da này đĩa nó không mê sao? Coi tay kia có dính không à? Có dính nó có được nào trong đó có thấy có nhúc nhích rồi đó. Trời ơi nó chạy vô bên kia luôn rồi. Nhìn thấy nó chạy luôn. Ủa trời, bên kia nó cặp mé bên kia không vậy? Không xiên tâm liên á. Nó xiên không xiên qua xiên lại á. Nó né vô lụp cỏ hay quá. Cái ta là chưa dính, có ta kia dính nhiều. Wow. Rồi chút đi mình thăm. Mới dăng cái sạc. Nó núp chỗ đó đó. Nó không khô mình bắt nó mình ăn là sao? Mọi người chúc đi mình thăm. Đây mọi người mình đang đi thăm lưới mọi người. Chào cả nhà nha. Coi thành quả được bao nhiêu con nha. Chắc thấy đó 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 đó. Được con em cá mè có gì vậy? Dính này hả? Đồ đá vậy?
Rồi em. Cá mè. Mè cá chốt à. Cuốn rồi, sao dạ thòn rồi. Dạ thòn mình để dân chịch cho nè, nó dễ. Nhiều hai ta lưới mình chẩn dưới được rồi. Hai con. Mình chở được con nữa nè. Con này cá mè không ta, không có cá phi đâu. Ở con đó cứ muốn gớt hay gì vậy? Lưới dài thăm thắm kiểu đâu luôn đấy. Mọi người được hai con này rồi, sắp thấy cà phê nữa rồi kìa. Đây cà phê luôn rồi. Ôi tôi quay cũng đĩa coi nó dính liền ha. Ờ đó, nó lội vô mé. Mà cao mà gà quen thấy được con đĩa. Ủa chạy vô luôn nữa, nó chạy. Hồi dính để cho nó đeo lên bờ luôn coi. Dữ quá, ca sĩ Phương Nhật Linh dữ quá, xong cho đĩa, mà đĩa đeo quá. Từ đó được ba con. Hai cái mạng không có phi. Nó nước chảy ít chứ hoa nó nước mãi rồi. Nãy mình thấy nó giống lúc lưới người nhiều lắm mà ta. Quả mới được ba con chứ mấy xóm kia được bốn năm con nữa, chẳng được cái chục con. Con đĩa nó hút vô cái nó chạy ào ào màu. Vậy mà tụi hồi nãy tụi mấy tụi nó kéo nó cầm nó ghê ta, ẩm lặng nó ghê vậy. Đó rồi, đã được cà phê nữa kìa mọi người. Được 4 con. Ta lưới này được 4 con. Cái con nữa không? Gần hết rồi. Ăn thằng quả này cũng ngon quá rồi. Vậy là lẩu nướng đủ ngay gì đó. Con nữa. Cà phê. 5 em rồi. Em cái mè, ba em cà phê. Được 5 em rồi, để coi hết lưới được nhiêu. Chắc hết được quá. Còn đây là cao thủ nè. Cao thủ chợ đĩa. Nhưng mà cao thủ bắt cá. Rồi xong, tờ lưới.
có được 85 cá giờ bắt đầu mình lên gỡ cá ra nha mọi người. Đây, chùm đây. Coi có đĩa dính giò không? Trời ơi, phải đem lên bờ mình bắt con đĩa nó luôn. Bắt con đĩa mình quay con đĩa nó coi đĩa như thế nào. Mọi người thấy đĩa nó mới hấp dẫn. Rồi xong thả lưới rồi. Giờ mình đem về chuẩn bị gỡ cá đây nha. Hai cá rô, 4 cá phi, 2 cá mè là 8 con. Hai cá rô dằn khè luôn á. Hai cá rô dằn khè luôn. Không, giờ tới ta lưới thứ hai, ta lưới thứ hai là chỉ có 20 mét thôi. Nhưng mà là không biết nó nhỏ nó có vỏ hay không, nó dính nhiều không. Hai con lưỡi. Quá. Một cặp bự chảng luôn. Một cặp bự chảng luôn ra đó. Rồi chuẩn bị ta lưới một mình. Đây. Đó xem. Đang quay cầm máy kêu gỡ đường nào. Siêu cho đĩa tao đây gỡ cá thôi. Với cặp nó ngon quá trời luôn, cặp bự trắng luôn kìa. Trời ơi, tin tao vào mình nhìn thấy cặp lộn mình. Cặp nó vợ chồng chắc luôn. Vợ chồng cá chắc luôn. Sao nó cắn nó mới cắn có máu liền nè, mới đeo dính máu liền. Công nhận cái căn nó dữ dằn ha. Biết liền hả? Quá có biết liền hả? Nè mọi người, nó cắn vô giò cái ra máu mọi người. Nó lộ con ăn làm gì, con thằng lằn vậy đó. Y con cắn máu thằng lằn lộ vậy đó. Rồi, đừng nói giờ gỡ được mấy con rồi. Thấy chưa mọi người, đang thu hoạch cá rồi gỡ ra đó. Bỏ vô, con nhỏ được bao nhiêu con rồi. Chắc được không? Đó, chắc mười mấy con, 20 con vừa đó. Mọi người thấy không? Đây là mới gỡ xong tay, còn tay kia đang dính dưới. Siêu quá nó trượt liền á. Ta lưới cuối cùng nắng bà cố luôn, đỏ tay luôn nội ơi. Đĩa cắn nữa, ghê, trái da luôn nè, trái da đang thui luôn nè. Ba anh em đi giăng lưới độc thiệt, 12 giờ trưa. Đó, cặp cá thấy không? Đây, một cặp cá đây. Cặp cá này ngon á. Cặp cá này vợ chồng luôn nè. Vợ chồng lên chung. Giờ không thấy em đĩa nào nữa ta. Quay giận.
kết thúc video, thành tựu của ba anh em được gần 20 con cá. Cuộc hành trình săn bắt của ba anh em giữa trời nắng gắt cánh dịch đây. Nên có cái cây này, không có cái cây này thì chết luôn. Nắm cái đầu bắt đầu tụt. Nắm lưới kéo. Anh siêu làm đĩa này gỡ cá lắm luôn. Không trong đó. Ê. Đó, thành tựu của anh siêu. Siêu cả đĩa nè. Có thời gian mình ngồi lâu quá mình chơi luôn. Ôi, hay quá, cuối cùng anh siêu cờ đĩa cũng gỡ hết cá rồi. Bữa nay coi qua rồi đó, còn mà heo rồi hai bạn trong tao biết rồi. Đây là ba anh em rồi, kết thúc video đó. Bữa nay săn bắt của ba anh em nha. Chào mọi người, hẹn gặp lại video lần sau nha. Mọi người xem có vui vẻ thì nhớ bấm đăng ký kênh mình nha. Bye bye mọi người nha. Anh em mình sẽ có video tiếp theo. Chúc mọi người một ngày vui vẻ, tránh dịch hiệu quả.